Sao bạn Nhật xin chào các bác nhé. Em giới thiệu các bác một con máy lạnh một cục Corona. Nhiệt độ đây đang test 14 độ C các bác này. Ngoài trời thời tiết đang vào khoảng 40 độ C đấy. Nhưng máy nó vẫn kéo được xuống nhiệt độ rất là tốt. Ở bên em chủ yếu bán cái dòng nhập dòng Corona các bác này. Dòng Corona thì nó có cái ưu điểm là nó các bác sắm cái điều khiển đa năng rất dễ nhá. Mua ở đâu cũng có, điều khiển 1.000 trong một này này. Đấy, con này em để mã số 7. Máy chạy êm re luôn, nhiệt độ lạnh sâu ổn định. Hình thức còn rất đẹp các bác nhé. Mặt trước đây là dàn lạnh này. Dàn lạnh nhé. Đây, đằng trong này đây là khe thoát khí lạnh này. Con này nó công suất 8.000 BTU, dùng cho phòng khoảng 15m² đổ lại, rất phù hợp cho các bác mà không lắp được nhà mà không lắp được cục nóng, các bác hay phải di chuyển lắp trên cabin ô tô hay lắp container hay là những cái vị trí mà nó cần đơn giản nhanh gọn. Cắm điện là chạy thôi, máy chạy điện 100V các bác nhé. Giá bán là 3.800.000, bảo hành 1 năm. Bảo hành 6 tháng, xin lỗi các bác, bảo hành 6 tháng nhé. Đi kèm một chiếc điều khiển đa năng này, chi phí vận chuyển chưa biến áp. Chào các bác nhé.